Giờ chạy cầm đũa chạy ăn cơm cho cô chú coi coi. Sẵn cái áo lên. Sẵn cái áo lên coi nó coi nó cầm đũa kìa. Đây nè. Đây mẹ chỉ cho. Đây. Không thấy không? Ngọc là hoài luôn mà Ngọc không biết cách làm. Đây nè. Thấy không? Rồi vậy là bây giờ món này vô đây. Rồi, món này món tình yêu này nè, món tình yêu nè, đó, món đeo nhẫn á. Món đeo nhẫn là món tình yêu phải không? Rồi, rồi còn món này vô đây. Hiểu chưa? Rồi, gấp đi. Mở ra. Mở ra con. Cái tay còn nhỏ quá chưa có lấy cái này được. Rồi, gấp mở ra con. Nè, đây nè, đây nè. Giỏi quá. Làm sao? Rồi gấp như sao nữa? Don't use your fingers. Ráng đi con, ráng gấp bằng đũa đi. Use your chopsticks. Ăn thịt, chị ăn thịt. Con nè, con nè. Cái thương quá, nhìn mặt cái thương quá. Thôi ngồi xuống giùm cái, ngồi xuống mày để gần nè. Nè đó, đó, rồi đó. Nó trèo lên khổ. Nào, nãy mày chỉ thì sao? Nãy mày chỉ vậy nè, món này bỏ vô. Món này cũng bỏ vô đó. Rồi phải không ta, để mày chơi lại coi, để mày chơi lại coi. Chơi gấp hai ngón gì cũng được này chơi nè. Đó. Nếu mà con giữ được á, nếu mà con giữ được thì con gấp hai ngón gì cũng được đó nè. Còn mấy thì mình sọt con đeo nhẫn này vô, hiểu không? Mà cái tay con nhỏ quá con sọt chưa được. Con thấy không? Rồi để làm cho rồi, để mày chỉ cho. Ngón cái bỏ vô đây. Ngón đeo nhẫn bỏ vô đây. Ngón đeo nhẫn bỏ vô đây, đúng rồi. Rồi mở ra mở vô. Nè. Vậy mà cũng thấy hai tay là. Rồi được không ha? Xém. Wow. Wow, JD, good job. Yeah, so good. Yeah, you're already better than daddy, JD. Rồi bóc luôn. Bóc luôn rồi. Phải bậy à, ăn đàng hoàng. Nước không? Phải ăn miếng nước. Nè, ăn miếng nước nè. Nước không? Dạ, yeah, kẹp vô. Đúng rồi, kẹp vô. Đó. Kẹp vô. Lấy cái tay kia ra. Tự nhiên sổ không kia vô chi vậy? Yeah! Good job, Jay. Giỏi quá. Chay cổ dình. Chay cổ dình. Em chay của mẹ em ơi. Sô-cô-la của mẹ em ơi. Em Suzuki good của job. Mẹ em ơi. Em Baradon của mẹ em ơi. Rồi, dứt cặp mày ra. Ăn đào là ăn. Giỏi chưa? Chay giỏi quá. Không chơi chơi ăn thịt luôn á cô chú. Cái ăn chín. Ừ, ăn chín hả? Nè con coi miếng cơm à. Miếng cơm đi cô chú coi. Đó. Ồ, đúng rồi. Nào. Ngồi xích xa ra cô chú mới thấy chứ con ngồi gần quá ai thấy. Trái tim, đúng rồi, cái áo trái tim đó, đúng rồi, cái áo thì trái tim. Đó, về bôi. Tôi vẽ mẹ. Trái tim á con. Đường vào tim em mua băng giá đó. Rồi chạy hello cô chú đây. Hello cô chú đi chạy. Hello cô chú chưa? Chị mới ngủ dậy nè cô chú ơi. Hiện tại bây giờ ở Mỹ là 4:15 chiều. Cháu gì? Cháu gì? Không sao đâu. Chạy ăn cơm với trứng nha cô chú nha, ngon lắm. Nè cô chú miếng nè. Mời cô chú. À. Cô chú ăn đi. Không ăn mẹ cho chay ăn nha.
Cảm ơn cô chú. Cô chú nhường cho Chay đó. Chay cảm ơn cô chú chưa? Hả? Chay nói mẹ rảnh quá. Chay nói là mẹ đúng rảnh luôn á. Tự nhiên á hả, đưa vô con camera mời cô chú, xong cô chú không ăn cái cho Chay. Mời cô chú biết nữa nè, che mặt Chay lại mới thấy. Này con ăn miếng này con. Giỏi, ngon quá. Chay lâu rồi mới ăn cơm lại với trứng đó nha cô chú nha, chứ không phải ngày nào cũng ăn cơm với trứng đâu. Hôm qua là người ta ăn thịt, cô chú đừng có lầm tưởng nha, đừng lầm tưởng là ngày nào người ta cũng ăn trứng đó, mà thật sự là người ta không đó. Chay, hồi nãy con ngủ có ngon không? Chay ngủ từ hồi 1:30 trưa cho tới hả 4:30 chiều. Rồi tại vì sáng nay Chay dậy sớm, tại vì sáng nay là mới có 8 giờ là Chay đã dậy rồi. Thường thường đó là 11 giờ Chay mới dậy. Nếu mà 11 giờ dậy thì đó trưa đâu có ngủ trưa. Ngon con. Giỏi chưa? Cô chú thấy Chay ăn giỏi chưa? Giỏi quá, thôi Chay ăn gần hết chén cơm rồi cô chú ơi. Ngồi xuống đàng hoàng để cho cô chú thấy con chứ không. Cái gì vậy? Con nói chuyện đàng hoàng, con nói chuyện với mẹ đàng hoàng. Oh, you see that? Yeah, she likes it. Ôi cháu ơi, giỏi quá. Không, cô chú thấy chén cơm em ăn gần hết rồi nè cô chú. Ngồi xuống đàng hoàng. Chơi vậy đó có được không? Làm sao? Con vỗ bụng nói gì đây? Hả? Mới có 2 triệu. Hết rồi. Hết rồi hả? Hết make up rồi hả? Mà nó nghe nè, con muốn hết mua. Hết rồi. Con muốn mua cái gì? Ờ hết make up khóc vậy hả? Wake up nè, Thursday morning. Oh, wake up, it's Thursday morning. Is that what you said? Sounded like you said, wake up, it's Thursday morning. Uống nước nha. Ngồi xuống mày lấy nước. Ừ, ngồi xuống mày đi lấy nước uống, mày biết mà. Ừ, nước nè. Con cảm ơn mẹ. Uống trước đi đã rồi coi. Không có vội vã gì á. Cuộc sống mình không có vội vàng quá vậy hay chưa. Giỏi quá. Ăn xong cái mẹ cho chị ăn cam nha. Ăn cam ngọt 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 trắng miệng nha. Nè. Chay ăn cam đó cô chú. Giờ là tới giờ Chay ăn cam nè cô chú nè. Ngồi xích ra, mệt nha. Để xích đây, ngồi đây. Ăn cam ngoan cho cô chú coi nha, chưa Chay giỏi lắm á. Cô chú nè, nguyên một dĩa cam luôn nè cô chú nè, Chay ăn cam cho cô chú coi nha. Đó. Thấy chưa? Cô chú thấy Chay giỏi chưa? Chua quá, bỏ vô đây. Bỏ bên đây, đúng rồi, ăn miếng khác. Miếng này ngon hơn. Chua không? À, có mấy cái dụng quá hả? Cắn vô miếng nữa nè. Há miệng bự á. Há miệng bự á. Cam ngọt mà, ngọt ngay luôn á. Nè. Hai miệng bự ra coi. Đó. Xạo sự. Ngọt. Cô ơi, cho ba ăn hết rồi.
Chay đang ăn gì nữa? Hồi nãy mới ăn xong hết tất cả, giờ ăn bánh mì nữa hả? Ăn miết vậy hả? Ăn cookie không? You don't want the cookie, huh? Cookie's not good? Ăn gì mà từ 4 giờ rưỡi chiều cho tới bây giờ 6 giờ chiều vẫn còn ăn. What's that? She's eating bánh. Bread, huh? Bread's better? My little one, bread is better? Dạ mẹ chưa? Dạ mẹ. Cho con. Cho con chi? Con có thương mẹ không? Thương mẹ. Thương mẹ để đâu? Mẹ để đâu? Để đầu á hả? Đảo. Để đầu, đầu. Đầu chứ không phải đẩu. Đầu. 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 Rồi, con hôn mẹ nghĩ. Con thương mẹ nhiều không? Con thương mẹ nhiều không? Thôi nè, cho cheese nè, cho cheese nè. Con cảm ơn mẹ. Đó. À, ngon không? Để lại đây ngồi, để lại đây mất mấy gì trốn trời. Daddy likes to take it because it's called string cheese and break it. Con phải ăn vậy đó, con phải gỡ ra. Con phải gỡ ra tại vì nó sẽ có kéo sợi. Đó, đúng rồi, gỡ ra vậy đó. Yeah. No, đây nè. Con phải mở cái này ra. Con phải mở hết này ra luôn. Thì mới đúng là cái cách ăn cái cheese này, con hiểu không? Đó, cái xong mà con gỡ ra. Đó, là con nó có kéo sợi, con thấy không? Ê, ít thôi. See how daddy's doing it? Đó, ba mở ra nhỏ kìa, thấy không? Ngon không chay? Cheese này, cho mẹ miếng thử coi. Cho mẹ miếng. Đây nè, con gỡ vậy nè. Đó, thấy không? Nở rồi đó. Phô mai sợi đó chay, cái này gọi là phô mai sợi đó. Mặc dù nó gọi là cheese stick. Cái gì? Will mắc cỡ. Trời ơi, con đang ăn kìa. Ồ, mẹ cảm ơn con. Ngon quá. Mẹ cảm ơn. Ồ, wow. Nè, kéo cái sợi này ra nè. Đưa mẹ, cho mẹ đi. Rồi, mẹ cảm ơn. Cho cô chú ăn với. Đó, cô chú ăn đi. Đúng rồi. Ăn cái này cũng bổ béo, có chất canxi đồ này kia nhiều lắm cô chú. Này như uống sữa vậy. Bởi Ngọc nghĩ Việt Nam, châu Á mình nó xương cốt mà yếu là do ít uống sữa. Người Mỹ tự uống sữa dữ lắm, chồng Ngọc tới giờ cũng vẫn còn uống sữa mà tới già cũng vẫn còn uống sữa, ngộ lắm. Gì con? Will mắc cỡ, will. Hả? Chứ làm sao? Chay, ai mua cho con bộ đồ này chay? Ai mua? Chay mua. Chay mua hả? Không phải, bà Quăng mua. Con nói cảm ơn Quăng. Đúng rồi. Dây chuyền ai mua? Mua phẹt mua. Bà ngoại mua, đúng rồi. Trời ơi, giỏi quá. Trời ơi, số 1 luôn. Hôm qua đó ngoại mua, nay nhớ rồi. High five. Quá giỏi. Ai mua? Ai? Ai? Nó nói không nghe, nó ai hết á. Con nói ai? Bà ngoại mua, đúng rồi. Yeah. Này còn cái này nào, nói đúng là giỏi nè. Ai mua? Thì Út có mua cho con mấy lần rồi, nhưng mà cái đợt này là không phải. Út mua. Út mua nhưng mà không phải.
Út có mua cho con mấy lần rồi, nhưng mà cái này là lần này là không phải Út mua. Bây sao Út mua còn làm mất hết trơn rồi. Út mua hai cái hộp sòn làm mất hết trơn rồi. Bây giờ cái này là của ai? Hả? Bây giờ cái này là của ai? Ai mua? Ừ? Mẹ Ngân mua. Hả? Đúng rồi, giỏi. Ồ, cũng ăn cheese nữa hả? Rồi, đi đi, đi xuống đây, lấy, đi đi, đi xuống đây đi, lấy. Where are you going? She want more cheese. You want more cheese? Yeah, give it to me. Oh yeah, please put this back. Đi, vô đây. Ai mua cheese? Ai mua? Ai mua cheese? Thế ngày mai rảnh cái mẹ chiên cái phô mai cheese hồi bữa cho con với ba ăn nha. Ba với cây khoái cái món đây, đóng cửa lại. Yeah. Lên ghế ngồi, để lên. Ai mua cheese? Ai mua? Ai mua? Nổ, mẹ mua. Gì cũng Út mua đó. Ai mua? Mẹ mua. Mẹ mua. Hey baby, one more cheese for you. Oh no, thank you. Oh no. I'm good. Yeah, save it for later. We might need it later. Uống nước hả? Oh, see the puppy? JD, careful. Look at the way she stand. Yeah, she's a monkey. She's a dance monkey. Đó, cảm cảm ơn mẹ. Dance monkey, yeah, it's Jade. Ôi, nó ăn rồi. Ai mua? Here, you want help? Look, take it. Now peel it off. Wow. String cheese. That's why it's called string cheese, because it looks like string. I thought this is called cheese steak. String cheese. It's really? Called. Yeah. Ai mua? Ai mua? Ai mua? Oh. Hả? Mua. Đúng rồi, giỏi. You shook it up real well, baby. Oh my god, I forgot. I knew you forgot. Yeah. I'm gonna take mine now. No, we gotta shake it well before we drink it though. Okay. Ai mua? Bậy nữa. Gì cũng bốc mua đó. Đúng rồi. Mẹ mua. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá. It's like drinking alcohol, almost like hard liquor. You gotta prepare for it. Before we do it. Giọt tôi quá, không biết này. I love you. Không, no, but daddy, she wanna kiss too. Nó mà thấy hai vợ chồng ta hung lộn nhào vô đầu hung theo. Trời ơi, hung cô chú luôn, hung ố màn hình luôn rồi. Hung ố màn hình luôn rồi, bây giờ phải chụp màn hình nè. She got very wet lips. Chứ bắt đầu thấy người ta hung cái bắt đầu hung theo. Very wet, very kissable lips. Oh my god, Chady.